Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cuộc đua giữa Thủ tướng Chính và Tô Lâm vì nhát gan mà Tô Đại tướng chậm tiến lên. Tô Lâm lớn hơn Phạm Minh Chính 1 tuổi, được xem là cùng một lứa với nhau. Cả hai đều là dân ngành công an. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2007 khi đó, cả ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều được phong hàm thiếu tướng. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2010, cái ông này lại được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết thăng cấp bậc từ thiếu tướng lên trung tướng công an. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, cả ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm đều được vào Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy nhiên, sau đó hai ông này tách ra, Phạm Minh Chính thì rẽ sang hướng khác, trong khi Tô Lâm ở lại Bộ Công an. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, không dám ra khỏi vùng an toàn. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2011, ông Phạm Minh Chính ra khỏi ngành công an đến Quảng Ninh nắm chức bí thư tỉnh ủy. Và từ đây, ông Phạm Minh Chính rẽ sang một hướng khác. Xem như ông Chính đi đường vòng, còn Tô Lâm tiếp tục con đường thẳng, tiếp tục con đường binh nghiệp của mình. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, cả ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều vào Bộ Chính trị sau chỉ có một nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng. Sau khi vào Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương, còn ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đến giai đoạn này, xem như ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính ngang bằng với nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt xuất hiện ở Đại hội lần thứ 13 vào năm 2021, ông Phạm Minh Chính nhảy ngang từ Ban Bí thư sang Chính phủ và giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, ông Tô Lâm thì vẫn dẫm chân tại chỗ chức Bộ trưởng Bộ Công an dưới quyền ông Chính. Bộ Công an tuy là bộ lớn nhưng nó cũng chỉ là một bộ trong Chính phủ. Trên danh nghĩa, ông Phạm Minh Chính giờ đây là sếp của ông Tô Lâm. Như vậy là từ năm 2011, ông Phạm Minh Chính đi đường vòng nhưng giờ đây ông Chính lại là sếp của ông Tô Lâm, cũng cay đắng cho ông Tô Đại tướng khi bóng chọn đi đường thẳng mà lại bị người đi đường vòng qua mặt mất. Cùng là dân công an, cùng trang cùng lứa, cùng tiến thân với nhau khi là ngành công an, nhưng rõ ràng Tô Lâm không dám bước ra khỏi môi trường công an. Trong khi đó, Phạm Minh Chính dám rời Bộ Công an để tham gia vào đấu trường chính trị vốn rất khốc liệt. Ông Phạm Minh Chính đi đường vòng nhưng lại tiến trước Tô Lâm. So sánh quá trình tiến thân của ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính, có hai bước ngoặt cho thấy ông Tô Lâm tỏ ra không tự tin khi bước ra ngoài môi trường công an. Lần thứ nhất đó là vào năm 2011, khi đấy cả ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều vào Trung ương Đảng với vai trò là Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Tô Lâm hoàn toàn có thể xin Bộ Chính trị bố trí ở chức Bí thư tỉnh ủy một tỉnh nào đó. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã không dám bước ra khỏi ngành để chơi trò chơi chính trị. Giai đoạn làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã biết dùng Quảng Ninh để làm bàn đạp chính trị cho mình. Ông cho xúc tiến nhiều dự án lớn, trong đó có việc thúc đẩy Trung Quốc đầu tư vào đặc khu kinh tế Vân Đồn. Nhờ đó, nhận làn sóng đầu tư từ Trung Quốc, Quảng Ninh khởi sắc và ông Phạm Minh Chính được gọi về Trung ương để cơ cấu vào chức trưởng ban tổ chức. Vụ mobile phone mua AVG, ông Tô Lâm ăn không biết chùi mép. Giai đoạn Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh thì ông Tô Lâm làm thứ trưởng thường trực của Bộ Công an. Giai đoạn này cả hai ông đều kiếm trác, tuy nhiên ông Phạm Minh Chính kiếm trác kín đáo hơn rất nhiều. Những dự án lớn được ông Phạm Minh Chính cho trúng thầu, giờ đây là bộ mặt của tỉnh Quảng Ninh, trong đó phải kể đến là sân bay quốc tế Vân Đồn, một sân bay tư nhân do ông Phạm Minh Chính ưu tiên giao cho đại gia Lê Viết Lam xây dựng, nhưng chẳng để lại manh mối gì. Trong khi đó, cú ngoạm của ông Tô Lâm và thương vụ mobile phone mua AVG đã để lại vết đen rất lớn. Hai ông dường như đều ăn, nhưng ông Tô Lâm đã vụng về để lại thức ăn trên răng, trên mép. Lần thứ nhì là vào trước Tết Quý Mão, ông Tô Lâm sợ không dám rời khỏi Bộ Công an để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. So với Phạm Minh Chính, Tô Lâm nhát gan hơn, dù ông ta rất hùng hằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin cuộc đua giữa Thủ tướng Chính và Tô Lâm vì nhát gan mà Tô Đại tướng chậm tiến thần. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công lý là diễn viên hài, tòa xét xử công khai nhưng lại kín. Đã từ nhiều năm nay, người dân Việt Nam truyền miệng nhau câu nói Công lý Việt Nam chỉ là diễn viên hài. Quả thật, những điều diễn ra trước mắt buộc người dân phải buông câu nói đầy mỉa mai đến như vậy. Từ thời ông Hồ Chí Minh cho đến nay, tòa án của chế độ này là tòa án dùng để bảo vệ chế độ, chứ không phải bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân và lẽ phải. Nên mới có câu chuyện
công lý là diễn viên hài. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết rằng tòa xử công khai nhưng kín. Ngay trong câu nói đã có đủ hai từ trái nghĩa là công khai và kín. Về bản chất, phiên tòa này được thông báo là xử công khai, nhưng khi người dân tham dự phiên tòa thì bị công an ngăn cản không cho vào. Cánh cổng tòa án cũng đóng kín, không lý do. Được biết, theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Bộ Luật Hành Chính, đều có điều khoản quy định các phiên tòa được xét xử công khai, mọi công dân có quyền tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, phía công an không cho người dân tham dự thì cũng chẳng làm gì được. Tòa nói xử công khai nhưng cuối cùng đóng cửa xử kín với nhau. Song song với phiên tòa tùy tiện như vậy, theo một số luật sư, những phiên tòa được phán quyết bằng những loại án bỏ túi thường bị hạn chế người dân tham dự, bởi nếu có người dân giám sát thì những bản án chuyên trái với bằng chứng dễ dàng bị phơi bày ra trước công chúng, nên họ bất chấp. Dù phiên tòa được thông báo là xử công khai, nhưng họ cho xử kín. Có những phiên tòa buộc phải xử kín như những phiên tòa xâm hại tình dục hay liên quan đến bí mật quốc gia thì phải xử kín. Với những phiên tòa xử tội phạm thông thường thì không phải muốn xử kín là xử. Tuy nhiên, trong ngành tòa án Việt Nam hiện nay, họ không ngại ngùng gì khi thông báo xử kín cho một vụ án chẳng liên quan gì đến các tội phải xử kín. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Có ý kiến cho rằng những vụ xử án mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam xử những người bất đồng chính kiến, họ muốn xử kín hơn là xử công khai, mặc dù tội mà phía chính quyền quy kết cho người bất đồng chính kiến không thuộc loại tội phải xử kín. Đó là lý do họ xử kín blogger Nguyễn Đình Thắng vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Tòa án của Đảng Cộng sản Việt Nam xét xử kín với blogger Nguyễn Lân Thắng. Trước đây chính quyền thông báo xử công khai nhưng họ lại xử kín, thì ngày nay chính quyền thông báo luôn là xử kín, nghĩa là họ không ngại ngùng những chỉ trích của xã hội cho rằng họ đã vi phạm luật tố tụng hình sự. Họ muốn vi phạm luật thì đã sao? Người dân làm gì được họ đây? Bởi từ lâu chính quyền này tự cho mình rằng luật là tao, tao là luật. Họ muốn làm gì thì họ làm, việc luật quy định như thế nào không quan trọng với họ, mà quyết định của họ mới là luật thực sự. Trước đây, thời phong kiến, ngành tòa án không hề độc lập với ngành hành pháp, thì ngày nay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam điều khiển cả ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong khi đó, tại các nước dân chủ, ba nhánh quyền lực nhà nước độc lập với nhau. Ở khía cạnh này, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không khác gì chính quyền thời phong kiến. Sẽ không thể có những bản án công khai và công tâm với khách quan từ ngành tư pháp bị chỉ đạo bởi quyền lực trên cao của Đảng. Trong giáo dục về lịch sử, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phân loại hình thái xã hội theo nhiều tầng lớp từ thấp đến cao. Thấp nhất là Cộng sản Nguyên Thủy, rồi đến xã hội chiếm hữu nô lệ, đến xã hội phong kiến, tiếp theo là tư bản chủ nghĩa, cao hơn là xã hội chủ nghĩa, và cuối cùng là Cộng sản chủ nghĩa. Hình ảnh thường thấy hàng ngày trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, người dân chờ đợi năn nỉ bảo vệ cho vào tòa. Như vậy, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng mô hình xã hội chủ nghĩa mà họ đang theo đuổi tiến bộ hơn tư bản chủ nghĩa như Mỹ, Anh, Úc, v.v. Họ man dợ hơn hay tiến bộ hơn thì thực tế đã và đang chứng minh điều đó, không cần phải tranh cãi. Đối với một thể chế chính trị như Việt Nam thì sẽ không bao giờ đất nước này phát triển đến văn minh tiến bộ cho được. Đất nước không thể văn minh nếu nó chịu sự lãnh đạo của một chính quyền man dợ chỉ ngang bằng với thời phong kiến lạc hậu trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Công lý là diễn viên hài, tòa xét xử công khai nhưng lại kín. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de